Với sư tử con, việc đi săn và phân biệt kẻ thù, chúng sẽ được học từ mẹ. Khi trưởng thành, sư tử con phải nhận thức rõ sức mạnh của giống loài mình. Đó là sức mạnh bầy đàn, sức mạnh tập thể, sức mạnh của số đông. Nếu nhận thức chủ quan, xem bản thân là vô đối, đề cao sức mạnh cá nhân, thì cá thể sư tử đó sẽ đối diện với vô số hiểm nguy, thậm chí là mất mạng. No. Ngay từ những ngày đầu cai sữa, chuyển sang ăn thịt, sư tử con đã hình dung được tất cả kình địch của chúng. Trong đó, đối thủ nặng ký nhất và nguy hiểm nhất chính là linh cẩu. Sư tử con cần nghiêm túc nhìn nhận đối thủ khét tiếng này. Tất nhiên, linh cẩu tước đoạt mạng sống của sư tử là rất ít xảy ra, nhưng chúng tước đoạt bữa ăn của sư tử thì xảy ra như cơm bữa. Do đó, sư tử con phải thấm nhuần tư tưởng dùng sức mạnh bầy đàn để áp chế linh cẩu. Đây là một con sư tử đực đơn độc. Nó đã tự hạ gục một con trâu rừng hơn 500 kg, có thể xem nó là một mãnh sư. Nhưng khi bầy linh cẩu xuất hiện thì mãnh sư chẳng là gì. Chúng dần trận, chia điểm tấn công mãnh sư như vũ bão. Niềm kiêu hãnh của mãnh sư bị chà đạp không thương tiếc. Mãnh sư bị đánh không còn mảnh giáp nào, bỏ chạy là thượng sách. Con mồi lột vào tay của bầy linh cẩu. Còn đây là một anh thanh niên khác. Nó tự ý tách khỏi đàn đi khám phá thế giới, sự tự mãn về sức mạnh vượt trội của tuổi trẻ. Nó tiến vào lãnh địa của một bầy đàn linh cẩu. Giờ thì nó đang đi kiếm chuyện. Sau một hồi quần thảo, nó đã bị linh cẩu quánh tè tua. Sự áp đảo về quân số, linh cẩu không cho kẻ trẻ tuổi hơn thoát thân, bởi sự tàn bạo của chúng đều giống nhau. Nhờ may mắn thầy, anh trai của kẻ gặp nạn đã phát hiện ra. Thấy em gặp nạn, nó liền lao tới giải vây. Nhìn đứa em hiếu chiến tả tơi, nó cũng rất đau lòng. Sự vui mừng thấy rõ, hai anh em chúng rút lui khỏi lãnh địa linh cẩu. Giờ thì chúng đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ. Linh cẩu là một thế lực không thể bị khuất phục.